triệu hồi tiền đến thần tốc, kích hoạt tài lộc dồi dào, luật hấp dẫn. Chào bạn, chào mừng bạn đến với kênh Luật Hấp Dẫn Tiền Bạc Trang KTT. Video này là chìa khóa để bạn mở ra cánh cửa đến với sự giàu có và thịnh vượng. Những khẳng định mạnh mẽ trong video sẽ kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn, giúp bạn thu hút tiền bạc một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nếu bạn đang xem video này, đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có thể đó là dấu hiệu hồi đáp linh thiêng từ vũ trụ. Vũ trụ đã nghe thấy những mong ước của bạn và đang gửi đến bạn những thông điệp đầy ý nghĩa. Hãy lắng nghe video này mỗi ngày và bạn sẽ ngạc nhiên trước những thay đổi tích cực xảy ra trong cuộc sống của mình. Tiền bạc, sức khỏe và mọi điều tốt đẹp sẽ tự nhiên tìm đến bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hành trình khám phá kho tàng vô tận bên trong bạn. Hãy thư giãn, thả lỏng cơ thể và tâm trí. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng sinh khí tràn đầy cơ thể. Và thở ra thật chậm, buông bỏ mọi lo âu. Hãy lặp lại trong tâm trí cùng tôi nhé. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất
tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời.
tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có.
tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi.
Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có.
tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ.
tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc.
tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục.
Tiền đến với tôi dồi dào, tiền đến với tôi thần tốc, tiền đến với tôi trong từng hơi thở, tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng.
Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ.
Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng. Tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày.
tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Ngay lúc này, tôi giải phóng tất cả những năng lượng xấu, những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Tôi tràn đầy sức sống và năng lượng. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều khỏe mạnh và trẻ trung. Tâm trí tôi luôn bình tĩnh, thư thái và lạc quan. Tôi yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Tôi mở rộng tâm trí và trái tim để đón nhận sự giàu có. Tôi là một nam châm hút tiền. Tiền bạc, cơ hội đều tự tìm đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc về với tôi. Tiền đang được hút mạnh về phía tôi. Sự giàu có và thịnh vượng đang được hút về phía tôi. Tài lộc đang chảy mạnh về nơi tôi. Vũ trụ cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần. Tôi xứng đáng với sự giàu có. Tôi luôn có đủ tiền để làm những điều mình muốn. Tôi đầu tư tiền một cách thông minh, sinh lời và đúng đắn. Tôi thu hút những cơ hội làm giàu mới mỗi ngày. Tôi là một người quản lý tài chính xuất sắc. Tôi sống trong sự dồi dào và thịnh vượng.
tôi thu hút tiền nhiều hơn mỗi ngày. Tiền đến với tôi theo cách mong đợi và bất ngờ. Tiền đến với tôi dễ dàng. Tiền đến với tôi nhanh chóng. Tiền đến với tôi ngày đêm. Tiền đến với tôi liên tục. Tiền đến với tôi dồi dào. Tiền đến với tôi thần tốc. Tiền đến với tôi trong từng hơi thở. Tiền đến với tôi trong từng giấc ngủ. Tôi biết ơn tất cả số tiền tôi đang có. Tôi biết ơn tất cả số tiền đang trên đường đến với tôi. Tôi là tiền bạc. Tôi là giàu có. Tôi là sung túc. Tiền mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể mua được mọi thứ tôi muốn. Tất cả những hóa đơn của tôi đều được thanh toán một cách dễ dàng. Tôi luôn hạnh phúc, đủ đầy, sung túc với rất nhiều tiền. Vũ trụ cung cấp cho tôi nhiều hơn những gì tôi mong đợi. Tài chính của tôi cải thiện vượt xa mơ ước của tôi. Tôi quản lý tiền của mình một cách thông minh. Tiền cuộn chảy mạnh mẽ vào cuộc sống của tôi. Tôi thu hút các cơ hội tạo ra nhiều tiền hơn. Tiền bạc, của cải và các cơ hội giàu có liên tục đến với tôi. Tôi phát ra tiếng gọi triệu hồi tiền bạc đến với tôi. Tôi chào đón sự giàu có không giới hạn đến với cuộc sống của tôi. Tôi sẵn sàng đón nhận những nguồn thu nhập mới. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả sự giàu có dành cho mình. Tôi khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi tràn đầy năng lượng, yêu thương và biết ơn mỗi ngày. Vũ trụ luôn hỗ trợ tôi trên mọi bước đường. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn. Tôi biết ơn.